shop độ đèn xe máy Son Anh. Chào các bạn nha. Lại tiếp tục nữa, đây là chiếc xe Winner V1 độ một quả bi LED Get Magic 1.0 các bạn nha. Ha, quý khách hàng từ ở Đại Nam đến shop mình làm nha các bạn. Đó, rất là chất luôn các bạn thấy ha. Tại vì cái mắt quỷ nó màu tím các bạn. Quý khách hàng này thích chơi màu tím ha. Vòng thiên thần thì màu trắng nha các bạn. Đó. Thì mình đánh giá cái quả bi Get Magic 1.0 này giá cơ bản, giá tầm trung bình cho anh em dễ tiếp cận ha. Nhưng mà điều đặc biệt nữa, điểm nhấn của nó, cái quyền nhựa chụp lens á, nó chụp lens á thủy tinh đó các bạn. Nó là màu đỏ nên các bạn sẽ thấy nó rất là nổi bật các bạn ha. Rồi thấy không? Rất là nổi bật luôn, bác xin anh luôn, bác xin. Đó, rất là nổi bật luôn các bạn. Và cực kỳ đẹp các bạn ơi. Đó. Mắt quỷ á là màu tím nè các bạn, tím hồng cánh sen. Cái viền quyền chụp cái lens á là màu đỏ. Đó, giống như thêm một cái vòng angel nữa các bạn nha, angel á, một thiên thần nữa. Ở mé bên ngoài thì có quyền vòng thiên thần màu trắng các bạn. Rất là nổi bật luôn ha, nó rất là nhiều màu sắc, rất là đẹp luôn, ở ngoài rất là chất luôn các bạn ơi. Đó, nhìn từ xa rất là ngầu luôn, chiếc xe mình giống như có 3 vòng các bạn. Có ba màu đó ha. Rồi ok, mở chế độ code đi. Đối với dòng BLS Get Magic 1.0 thì chế độ code rất là đỉnh luôn các bạn nha, không thể nào chê được các bạn. Pha bản này tiếp cận laser. Đó. Pha thì tiếp cận laser các bạn, laser. Đó, pha này. Đó, rất là đỉnh luôn. Rồi ok. Siêu ngầu luôn các bạn, siêu ngầu luôn nha, rất là chất luôn ha. Rồi ok. Đó, đây là quả bi. Anh em nào có làm, có nhu cầu làm xin liên hệ shop mình ha, địa chỉ là 235C đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân các bạn nha. Số điện thoại mình là 0346669686 nha. Cửa hàng mình tên là độ đèn xe máy Son Anh. Rồi em quay. Bác xin từ xa nè, bác xin từ xa nó đã lắm rồi. Đó thấy không? Rất là sướng luôn. Đó. Rồi ok, quá chắc luôn ha. Rồi giờ mình sẽ cho các bạn thấy ở phía sau nè. Mở cái đầu cốt nè. Chờ cốt mình tắt. Cốt nè các bạn. Đó. Cốt nè các bạn, quá đã luôn ha. Pha nó ra 100% luôn. Đối với dòng xe Winner V1 thì cốt lẫn pha đều ra 100% độ sáng ha. Pha này tiếp cận laser á. Đó. Đó. Ok ha. Rồi ok. Bác xin ban ngày, bác xin đi. Hiện tại là trong shop mình nên mình thử tương đối thôi các bạn nha. Ở ngoài đường thực tế thì các bạn sẽ thấy nó rõ nét hơn. Rồi ok, khi tắt đèn thì chó này mình đã sơn màu đen rồi, tắt đèn rất là ngầu các bạn. Đó, rất là nghèo, sạch sẽ nè. Rồi có bạn nào làm xin liên hệ shop, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.